Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chuyên và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591, 5311 591 5311. Natural Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, để bù thỏa đáng 714 Chào anh. Chúng tôi trở lại với tất cả quý khán giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới và ngày hôm nay thêm các bản tin đáng chú ý liên quan đến tình hình của Nga và đặc biệt có sự hiện diện của bà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ có mặt ở Trung Quốc, bà đến đây để làm gì? Thuyết phục Trung Quốc làm gì nói lại vấn đề đàm phán liên quan đến mậu dịch vân vân. Chúng tôi gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Thế nhưng đầu tiên vẫn là thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Vâng thưa quý vị và thưa anh ngày hôm nay đó à, với lại à qua ngày mai luôn à, buổi sáng trời nhiều mây cho nên đến trưa thì à, hai hôm nay đó trời vẫn còn khá dễ chịu à, trung bình hôm nay với ngày mai khoảng đâu 75 cho đến 76 độ thôi thưa quý vị à, thế nhưng bắt đầu từ thứ bảy qua đến chủ nhật tuần từ, sau rồi đó thì chúng ta thấy là nhiệt độ nó tăng từ từ à, Chủ nhật trở đi là có thể khoảng 80 rồi qua mấy ngày tới nữa qua tuần sau có thể lên đến 84, 85 bắt đầu là nóng từ từ lên rồi và với lại những cái ngày này thì gió cũng không có nhiều cho nên là à, nhiệt độ nó tăng cho sẽ thấy hơi hầm hầm thôi quý vị. Nhưng mà vẫn tuyệt vời như thường. À, rất nhiều người thích thời tiết vào thời điểm này khác hẳn với những nơi khác. À, miền Trung Florida đến ngày hôm nay và đặc biệt ở Dallas nhiệt độ vẫn trên 100 độ miền trung của Florida tức là ở từ Orlando sang phía Tampa nhiệt độ vẫn nóng lên cái cả trăm độ và tại thị trường chứng khoán ngày hôm nay thê thảm thưa quý vị bán tháo từ sáng sớm tới giờ bởi vì giới đầu tư tin là quỹ dự trữ liên bang tăng lãi suất và việc tăng thêm lãi suất này sẽ gây hại đến lợi lợi nhuận của các công ty và breaking news cho biết Dow for 500 điểm vâng Dow Jones 500 điểm còn có 33.790 thôi trước đó là lên trên 44.34.000 Nasdaq thê thảm rớt 200 điểm 13.587 S&P 500 rớt 60 điểm. Cho nên quý vị ngày hôm nay hơi buồn khi nhìn vào hồ sơ đầu tư của mình. Cái gì nó cũng rớt hết, ngoại trừ một số ít những cổ phiếu trái phiếu mà mình không mua. Công trái phiếu 10 năm hôm nay đã tăng lên dữ dội và điều này có nghĩa là người ta không vào mua công trái phiếu Mỹ. 10 năm là 4,06. Vâng. À, xin lỗi, người ta nhảy vào mua. À và à, công trái phiếu 5 năm là 4,4 rất là cao. 2 năm là trên 5 rồi. Và quý vị nhìn thấy trên 4% công trái phiếu Hoa Kỳ. Và điều này đó à, có lợi cho những ai để tiền vào à, các quỹ để dành, bởi vì quỹ để dành nó nó ổn định lắm. Nó chỉ có vài phần trăm nhưng mà ít nhất quý vị không mất tiền như là để vào cổ phiếu. Dầu à, do ảnh hưởng của cái việc mà giới đầu tư lo ngại đó là cũng kéo theo cái mức tiêu thụ luôn. Nó sẽ kéo theo nhiều thứ lắm thưa quý vị. Phân lời đó. dầu à, xuống 1 đồng lẻ 3 sen, 70 đồng 76 sen. Vàng xuống 13 đồng, 1914 đồng, 1 troy ounce. Và thưa quý vị, từ tuần trước đó thì chúng ta cũng nghe báo chí rầm rộ đưa tin đó là có một cậu thiếu niên 25 tuổi bị mất tích 8 năm qua và bây giờ đó tự dưng một ngày xuất hiện rồi giống như là khi lúc mà mới tìm được đó thì báo chí họ à, đưa tin theo cái kiểu đây là một câu chuyện à, có cái kết, có hậu khi mà gia đình tưởng mất đứa con nhưng mà bây giờ tự tìm lại. Thế nhưng à, chỉ trong vòng có à, một tuần lễ thôi thì cái câu chuyện nó đã đổi chiều 360 độ với ừ. những cái chi tiết rất là ghê rợn. Thì à, đây là cậu Rudy Farias 25 tuổi. À, vào năm 2015 lúc đó mới có 17 tuổi thưa quý vị. À, cậu được mẹ là bà Janine Santana uh, báo cảnh sát là cậu uh, dắt chó đi dạo xong rồi mất tích luôn không có về thì từ lúc đó là giống như ở cảnh sát ở tại uh, Houston Texas là có hồ sơ là cậu này uh, mất tích. Rồi đến thứ năm tuần trước đó thì câu chuyện nó qua đi 8 năm trời. Uh, thứ năm tuần trước có một người họ gọi cảnh sát họ báo là phát hiện một người đàn ông nằm ngủ ngay đằng trước một cái nhà thờ và khi mà cảnh sát đến đó thì trên người cậu này giống như chắc có đeo một cái dây chuyền thưa quý vị thì trên đó có cái ID là giống như có địa chỉ rồi số phone liên lạc của gia đình cho nên là cảnh sát mới gọi cái người mẹ đến thì chắc lúc mà gọi đến thì bà khóc um sùm bà ôm con bà nói ồ đây là con tôi mất tích vân vân thì cho nên báo chí họ mới đưa cái câu chuyện theo cái chiều hướng đó. À, thế nhưng khi mà cái câu chuyện này nó nó không gói gọn ở tại địa phương mà tất cả các đài lớn nhỏ đều đưa tin hết và nhận cái câu chuyện này nhận được cái sự chú ý của à, khắp Hoa Kỳ đó thì bắt đầu à, một người phụ nữ hàng xóm thưa quý vị à, đây là gia đình của cô kisha ross à, cô này đó là người đầu tiên đã lên tiếng với báo chí à, bởi vì nhà của cô sát ngay cạnh nhà của cậu rudy này thì cổ nói là cổ không hiểu vì sao mà lại có cái câu chuyện mất tích này ừ. bởi vì cổ nói là cổ dọn về cái căn nhà đó được một năm rưỡi rồi thì suốt một năm rưỡi qua cậu rudy này là cứ cách vài ngày qua nhà cổ chơi, yeah. chơi với con cổ rồi. Cousin của cổ không những con trai con gái cổ ở trong căn nhà này mà cousin của cô Kisha này lâu lâu đến cũng chơi với cái cậu Rudy này nữa, cho nên gia đình của cô Ross này không hiểu tại sao có cái câu chuyện như thế này. À, và từ cái câu chuyện của cái cô Kisha Ross này đó thì bắt đầu báo chí họ cũng đưa tin liên tục và cái câu hỏi vẫn còn nằm ở đó và bắt đầu sở cảnh sát houston họ chính thức mở cái cuộc điều tra và một cái người ông này đó là giống như là um, activist thưa quý vị là đấu tranh cho nhân quyền rồi giống như là trẻ em vân vân ông tên là khoanel ax thì ông cũng nghi ngờ cái câu chuyện của cái bà mẹ santana kể này cho nên là uh, vào hai ngày trước ông cùng với cảnh sát đã đi đến nhà của cậu Rudy à, có sự có mặt của cảnh sát à, ông nói là ông muốn nói chuyện với lại cái cậu Rudy này xem là cái câu chuyện nó như thế nào thì theo như ông Hoàng kể đó lúc ban đầu thì đương nhiên cái bà mẹ bởi vì có cảnh sát cho nên bà cũng cho tất cả vào nhà rồi cậu bé cũng ngồi ở đó ở trên phòng khách nhưng mà ông Hoàng nói rằng khi mà có mặt bà mẹ đó thì cậu bé không hề mở miệng cậu không nói một cái lời nào hết thì có lẽ ông nhìn nhận được cái sắc mặt cậu bé cho nên ông mới kêu người mẹ đó là hãy đi ra ngoài để ông ở lại nói chuyện với cậu bé thì lúc đó à, cậu này mới kể cho ông biết là suốt nhiều năm rồi đó trước khi mà năm 2015 cậu bị mất tích là cái bà mẹ đã có những cái hành vi rất là quái gở khi mà cậu tắm đó thì bà vào bà ở trong đó bà nhìn rồi giống như đụng chạm cơ thể chính con trai của mình ừ. và đến khi mà bà đi tắm đó bà bắt cậu bé đi vào trong cái bát thấp ngồi kỳ cọ ngược lại cho bà Wow. và đến đỉnh điểm là đến tối đó bà bắt đầu bắt cậu vào ngủ chung phòng với bà và à, có một cái thời gian bà bắt cậu này giả làm chồng của bà nữa wow. thì cậu bé đương nhiên là không có chấp nhận và bà này bà còn sử dụng một cái cách khác nữa để mà kềm chế khống chế vừa tinh thần mà vừa thể chất của cậu bé thì chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị. Được theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 TMN Insurance xe và nhà giá rẻ hãng bảo hiểm tốt đền bù thỏa đáng 714 741 2008 vâng thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến à, câu chuyện của một cậu thiếu niên à, lúc đầu đó tưởng là bị à, mất tích sau đó à, tìm lại được nhưng mà không bây giờ mới phát hiện là cậu này bị chính bà mẹ ruột nhốt ở trong nhà và hành hạ từ thể xác cho đến tinh thần suốt 8 năm qua thì trong hình à, chính là ông activist và ông này đó, à, nghề nghiệp ông cũng là một người counselor nữa thưa quý vị ông Nao X cho nên là ông đã được giống như phối hợp với sở cảnh sát tìm đến để mà à, hỏi cái câu chuyện của cậu Rudy Farias này thì theo như những suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện với ông đó thì cậu này kể là bà này đó là giống như như lúc đầu chúng tôi thưa là bà đã đi quá giới hạn Có như xâm phạm tình Đúng dục rồi xâm rồi. phạm tình con dục của con mình. trai của mình và à, mỗi một ngày đó bà đều giống như là khủng bố tinh thần của cậu bé hâm dọa à, để à, ý bà là giống như nếu mà cậu dám đi kể cái chuyện này hay là muốn ra khỏi nhà đó là cậu vừa mới ra là sẽ bị bắt rồi sẽ bị người ta làm cái gì đó nói chung là khủng bố tinh thần của cậu và chưa hết mỗi một ngày đó Trước khi đi ngủ, à, bà cho cậu uống à, bà nói là vitamin nhưng mà thật sự không phải là drug thưa quý vị, bà giống như là để cho cái đầu óc cậu bé không có tỉnh táo và cái chuyện mà cậu bị drug đó thật sự cái cô hàng xóm khi Ross, cổ cũng xác nhận cái chi tiết này, cổ nói là những khi mà cậu qua chơi với mấy đứa con của cổ đó mặc dù là à, không có kích động nhưng mà cổ thấy cậu lúc nào cũng hay là cứ cười 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 vậy đó là chứng tỏ là cậu đã bị một cái loại truất gì rồi có những ngày thì cô nói là cậu không có như vậy à, rất là bình thường cho nên là theo như cái lời của à, ông khoàn à, neo là bà này đó vừa khủng bố tinh thần mà vừa truất à, cái đầu óc của cậu nữa cho nên suốt nhiều năm trời cậu không dám uh, nói cho ai biết chuyện này cả nhưng mà bây giờ cái chi tiết mà vì sao mà cậu nằm ngủ ở đằng trước cái nhà thờ để người khác tìm thấy đó thì vẫn chưa biết được và sau khi cái câu chuyện này nổ ra thì bây giờ phía cảnh sát cho biết họ đang thu thập chứng cứ để mà chứng minh những cái chuyện mà uh, abuse con của mình của cái bà um, janine santana này thì nếu một khi mà có đầy đủ chứng cứ họ sẽ bắt bà ta ngay lập tức tôi sẽ có thêm các chi tiết một khi được cảnh sát Houston à, cập nhật. Trong khi đó, bà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã có mặt ở Trung Quốc ngày hôm nay. Bà đến đây để làm gì? À, thế nhưng các nhà phân tích gia tuyên bố bà đang gặp nhiều thử thách trong chuyến công du đến Trung Quốc lần này, bao gồm đưa ra các biện pháp bảo vệ xuất cảng và thuế má từ thời ông trump đến ngày hôm nay chúng ta cũng còn nhớ đó khi mà ông trump lên làm tổng thống ngay lập tức mặc dù được tập cận bình trải thảm đỏ chào đón như một ông vua đến trung quốc lần đầu tiên thế nhưng khi trở về thì ngay lập tức ông trump tuyên bố tăng thuế và gây ảnh hưởng đến nhập cảng xuất cảng hàng hóa của trung quốc đến ngày hôm nay Việc thử thách của bà Janet Yellen theo bản tin xác nhận đó, nó có nhiều sự thay đổi rất lớn. Bởi vì vào đầu năm 2021, bà đã có một phiên điều trần chúng ta cũng còn nhớ là vào thời điểm đó bà được ông Biden bổ nhiệm vào với tư cách là Bộ trưởng Tài chánh. Trong phiên điều trần năm 2021, bà Janet Yellen tuyên bố đó cái quan điểm của bà vẫn cứng rắn với Trung Quốc. Bà nói rằng Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh chiến lược quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Thế nhưng bà nói rằng khi bà lên làm bộ trưởng đó thì chính sách kinh tế, chính sách tài chính của Hoa Kỳ đó là phải bảo vệ mậu dịch đầu tư của Hoa Kỳ và tránh hành vi lạm dụng không công bằng và bất hợp pháp của Trung Quốc. Thế thì vấn đề lạm dụng không công bằng và bất hợp pháp nhất là gây ảnh hưởng đến vấn đề cạnh tranh của các công ty và người lao động tại Hoa Kỳ này. Và khi mà bà ra điều trần như thế thì bà đã thuyết phục được thành phần bảo thủ tức là đảng Cộng Hòa họ chất vấn. Bởi vì bên phía đảng Cộng Hòa muốn là chính sách đầu tư và đối ngoại về kinh tế của hoa kỳ dưới thời ông biden á, vẫn giữ được những phần lớn quan trọng từ thời ông trump và chúng ta thấy khi ông biden lên đến giờ phút này đó những gì mà ông trump để lại đó chưa có cái sự thay đổi nào đáng kể hết mà vẫn tiếp tục đương đầu thì bây giờ đó tại sao bà janet yellen sang đây và khi sang đây đó cái thử thách của bà làm sao thuyết phục được với Trung Quốc đó một điểm mà họ nói đó là Hoa Kỳ không muốn gây hại đến nền kinh tế của Trung Quốc làm sao bà cân bằng được trong lúc bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ mặc dù Trung Quốc và Hoa Kỳ có mối thâm hụt mậu dịch có nghĩa là hàng của Trung Quốc nhập vào Mỹ rất nhiều nhưng mà ngược lại đó hàng hóa của À, hoa kỳ vào trung quốc lại nhỏ giọt mặc dù hoa kỳ cung cấp các dịch vụ bao gồm các bản quyền thưa quý vị trung quốc chế tạo hàng mỹ đó vẫn phải trả những cái tiền về tác quyền rất là cao chưa kể là hàng hóa của trung quốc vào mỹ đó phải chịu những cái mức thuế cao nữa nhưng mà họ không bán được ở mỹ đó là khó lòng mà tăng trưởng kinh tế lắm cho nên nỗ lực của bà janet yellen rất là tế trị trong lần này à, vấn đề chính hiện nay đó là cái sự hiện diện của bà nhằm mục tiêu hòa giải những gì mà có từ thời ông trump đến giờ phút này và tìm cách như thế nào để trung quốc đồng ý với những cái tiêu chuẩn mới của phía hoa kỳ nếu muốn có được cái mối quan hệ về mậu dịch như xưa thì đây là những uh, chi tiết uh, bởi vì bà uh, bắt đầu nói chuyện với uh, giới chức kinh tế của Trung Quốc ngày hôm nay chiều nay chúng ta sẽ có thêm các chi tiết về cái ngày đầu bà làm việc để tìm hiểu xem cái chính sách về mậu dịch giữa hai quốc gia sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai sau chuyến công du của bà và quay trở về những bản tin địa phương Hoa Kỳ thì uh, thưa quý vị vào uh năm ngoái khi mà tối cao pháp viện hủy bỏ cái uh, Roe v Wade đó thì uh, ngay lập tức ở tiểu bang Indiana uh, họ đã đưa ra cái luật là cấm phá thai nếu uh, khi mà bác sĩ đã nghe được cái nhịp tim đầu tiên của cái thai. Thai kỳ thì thường là khoảng 6 tuần. Uh, lúc đó uh, Indiana là một trong những cái tiểu bang mà có cái luật cấm phá thai nghiêm ngặt nhất thì nó xảy ra cái chuyện quý vị cũng nhớ là ở Indiana có một bé gái bởi vì bị cưỡng hiếp và bị mang thai, lúc đó mới có 10 tuổi, vì Indiana đã có cái luật cấm phá thai như vậy cho nên bé gái phải đi qua Ohio để mà làm cái thủ thuật phá thai thì chính cái bà nữ bác sĩ ở Ohio là bà Kathleen Barnard đã nói với báo chí về cái trường hợp của bé gái này. À, mặc dù bà không no, nêu ra danh tính bởi vì bà muốn sử dụng một cái giống như là cái ví dụ có ngoài đời thật mà bà chuẩn bị sắp sửa làm phẫu thuật để mà nói về cái tác hại nghiêm trọng của cái chuyện là tối ca pháp viện hủy bỏ Rovi quý chẳng hạn, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái trường hợp đặc biệt là cái trường hợp phá thai à, cần thiết cho một bé gái bị cưỡng hiếp mới có 10 tuổi như thế này. À, tuy nhiên khi đó đó cái cái vụ mà bác sĩ lại đi dùng cái ví dụ là một một cái trường hợp có thật ở ngoài đời mà bé gái mới có 10 tuổi Nó gây ra một cái sự chỉ trích Và một cái làn sóng giống như là chia rẽ Chưa từng có suốt uh, Nguyên một năm trời uh, Đó là Tại vì theo đúng như luật bảo vệ quyền riêng tư ở Hoa Kỳ đó là bác sĩ không được sử dụng nó để đem ra những cái chi tiết mà quá đặc thù thì khiến cho người nhiều người họ dễ dàng mường tượng ra được cái trường hợp đó thì phía các tổ chức mà bảo vệ quyền phụ nữ trẻ em gì đó họ đã chỉ trích cái bà bác sĩ này và lúc đó đó thì ông bộ trưởng tư pháp của Indiana cũng đã chính thức khiếu nại bà này bà ông lúc đó đó ông kêu gọi cái cái bo ở tại Indiana đó là rút bằng của bà bởi vì bởi vì bà đã violate lấy cái quyền riêng tư của bệnh nhân và cái câu chuyện nó chưa dừng lại ở đó bởi vì sáng ngày hôm nay cái tên đàn ông mà làm cho bé gái mới có 10 tuổi này bị mang bầu đó đã chính thức nhận án tù và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị theo dõi. <laughs> Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866 Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 TMN Insurance Xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 Vâng thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là à, cái vụ án mà một bé gái mới có 10 tuổi vào năm ngoái đó phải đi từ Indiana qua Ohio để mà phá thai à, mặc dù bị cưỡng hiếp nó gây ra một cái sự chú ý của à, toàn quốc tại vì liên quan đến cái luật cấm phá thai giữa hai tiểu bang rồi vân vân và cái người bà bác sĩ à, sản phụ khoa mà thực hiện cái chuyện phá thai cho bé gái đó cũng bị chỉ trích vì đã à, sử dụng cái à, cái 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 tính đặc thù của cái chuyện này để mà chỉ trích phán quyết của tối cao pháp viện thì à, vào sáng ngày hôm nay đó thưa quý vị à, tòa án ở tại à, ohio cho biết là họ đã chính thức à, tuyên án à, Gerson Fuentes, 28 tuổi Đây chính là người đàn ông mà đã làm cho bé gái 10 tuổi bị có thai Thì theo như tòa cho biết đó là Y đã thỏa thuận nhận tội Năm nay Y 28 tuổi Thì bé gái lúc mà mới có 9 tuổi đó đã bị Y tấn công tình dục Tòa thì họ nói là tấn công tình dục Tại vì bé gái chỉ có 9 tuổi thôi Nhưng mà thật sự ra đó là y đã dụ dỗ bé gái này y không có cưỡng hiếp, bé gái bị dụ và đồng ý cho y quan hệ tình dục thì đến từ năm 9 tuổi cho đến 10 tuổi thì bị có thai. Thì à, tuy nhiên à, tòa cho biết là họ phán y tù chung thân nhưng mà trong cái thỏa thuận nhận tội à, có à, nói là sau khi mà y ở tù 25 năm đó thì y có thể nộp đơn xin pro và nếu như được chấp thuận thì sau khi được ra ngoài y sẽ phải ghi danh là tội phạm tình dục thì chính uh, bà thẩm phán uh, xử cái chuyện này đó bà cũng nói là cái thỏa thuận nhận tội mà cho y được pro sau 25 năm đó là một cái viên thuốc khó nuốt tại bà nói cái tính chất nghiêm trọng khi mà một tên đàn ông 27 tuổi đi dụ dỗ quan hệ tình dục với một đứa con nít mới có 9 tuổi là không thể chấp nhận được nhưng bà nói là tại vì chính gia đình của bé gái đó xin tòa chấp nhận cái thỏa thuận nhận tội này của y bởi vì thứ nhất y là người cũng quen biết ở trong gia đình và y không có cưỡng hiếp mà lại vì bé gái chấp nhận à, giống như là bị y dụ dỗ nhưng mà chấp nhận thì à, à, bây giờ đó quay trở lại cái chuyện mà cái vấn đề phá thai ở đây thì à, được biết là vào hồi ngày 30 tây tháng 6 thưa quý vị, tiểu bang Indiana chính thức trở thành cái tiểu bang đầu tiên mà cái luật cấm phá thai là nghiêm ngặt nhất ở Hoa Kỳ này là không cho phá thai, bất à, à, giống như bao nhiêu tuần cũng không cho phá. Ừ. Nhưng chỉ ngoại trừ là nếu như là người phụ nữ này bị cưỡng hiếp à, hoặc là bị loạn luân hoặc là à, cái chuyện mà cái vấn đề sức khỏe và tính mạng của người mẹ bị đe dọa nghiêm trọng và phải có được cái hồ sơ y khoa cũng như là chứng thực từ bác sĩ là bắt buộc phải phá thai thì mới cho mà thôi thì nó lại quay trở lại cái chuyện là Indiana à, với um, cái, cái cái luật phá thai ở đây bây giờ là khó khăn nhất ở Hoa Kỳ còn cái bà nữ bác sĩ um, Kathleen Bernard sau khi năm ngoái mà bị um, giống như là tấn công từ mọi phía vì sử dụng cái ví dụ là bé gái 10 tuổi đó thì được biết là uh, thứ nhất bà bị uh, Medical License Board ở tại uh, um, in, phạt bà 3.000 Mỹ kim vì đã bà đã sử dụng uh, cái 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 vụ của bé gái này làm ví dụ uh, và họ đã chính thức cảnh cáo bà nhưng mà cái license của bà thì không có bị suspend giống như là ý muốn của ông uh, Bộ trưởng Tư pháp uh, ở đây và hiện nay à, vấn đề liên quan đến picozin tin tức liên quan tới nga trong mấy ngày hôm nay thưa quý vị thực sự đến giờ phút này không ai biết chuyện gì đã xảy ra chúng ta chỉ biết đó là picozin đã thực hiện tên trùm của wagner group thực hiện một cuộc nổi loạn bất thành tức là đến đánh giữa chừng đang trên đường tới moscow thủ đô thì ngừng lại lúc đó chúng ta còn nhớ đây là những cái tin chúng ta đã nghe và nó có thật Tổng thống Belarus Lukashenko đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Putin và Picozin. Thì cái trung gian hòa giải này chúng ta chỉ nghe được là Luk uh, Lukashenko tuyên bố là bên Putin sẽ không trừng phạt có nghĩa là bắt tội Picozin tội phản quốc. Ngược lại, Picozin sẽ được trả tự do. Đến lúc đó đó thì Lukashenko nói rằng Picozin sẽ bay sang Belarus để sống lưu vong. Một vài ngày sau. Thì tin tức ghi nhận. Putin ra lệnh cho cơ quan mật vụ FSB. Tìm Picozin. Để thủ tiêu. Và cái chuyện đó chúng ta thấy là. Phải có thật. Bởi vì đây mặc dù là có một thỏa hiệp với Picozin. Nhưng mà Putin là kẻ tàn ác. Không để cho cái hiểm họa. Nuôi ông tay áo lực lượng wagner này có thể lật đổ chính quyền putin và để cho tên này càng ngày càng nổi tiếng chưa kể đó là hình ảnh ghi nhận là pigozin đã từng yêu cầu là cái tên shoigu này bộ trưởng quốc phòng của nga hắn là lên án cả ba tên tướng này là lực lượng wagner tiên phong trong nỗ lực chiếm thành phố Bakhmut. Thế nhưng để giữ được thành phố này, Pigozin yêu cầu Putin và các tướng lãnh trong đó có Bộ Quốc phòng cung cấp vũ khí. Thế thì hắn không nhận được vũ khí. Cho nên trong cái việc mà thảo luận đó là Pigozin đã ngấm ngầm yêu cầu Putin là phải tiêu diệt hoặc là chuốt phế lãnh đạo quân đội tức là tên bộ trưởng quốc phòng này sau đó chuyện gì xảy ra sau cái vụ nổi loạn bất thành đó thì hai tên tướng này thân cận nhất giống như cánh tay trái tay phải của putin đó, thì vẫn còn làm việc vẫn còn hiện diện nhưng mà tên này rudovikin thưa quý vị đây là tên tướng có thể đã bị bắt và đang bị quản thúc tại gia. Có tin nói rằng đó, Rudovikin biết cái kế hoạch tấn công phản loạn của Pigozin mà vẫn im lặng không báo cho Putin biết. Putin và các tướng lãnh của Nga không hề biết cái chuyện mà phản loạn. Cho đến giờ phút cuối khi xe tăng đang tiến về Moscow cách khoảng 200 cây số thì đến lúc đó đó, Lukashenko của Belarus mới đứng ra hòa giải. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy cả bốn nhân vật này còn hiện hữu ngoại trừ cái tên Rudovikin này là không thấy biệt tâm hơi trong cả tuần lễ qua. Đến sáng ngày hôm nay đó lại có tin nói rằng Putin đã ra lệnh lục soát căn à, cái căn nhà lớn của gần như là một cái palace vậy một cái lâu đài đúng, của picozin nhưng mà trong đó đó lại có à, vàng bạc châu báu rồi đủ thứ hết đó. thì trên trang mạng thưa quý vị có một cái hình ảnh đưa ra người ta chất vấn hình ảnh này đây là picozin tại sao Picozin lại gắn dâu giả dạ vô mang mắt kính, và mặc các trang phục của wagner đây là quân phục của wagner group và trong căn nhà đó kể cả nghĩa là ai cũng biết là picozin là đầu trọc nhưng mà trong căn nhà này đó thì chúng ta lại thấy đó là toàn tóc giả rồi giấy tờ rồi vàng bạc châu báu vâng có những cái thỏi vàng bên trong cái căn biệt thự này của picozin nhưng mà nguồn tin khác đó lại nói rằng có thể là Putin đã trả cho y tới cả trăm triệu Mỹ Kim. Những tin tức này chúng tôi gửi đến quý vị là hoàn toàn là những tin tức theo những cái thuyết được đưa ra. Tin thì có nhiều lắm liên quan đến tình hình của Ukraine. Nhưng mà mãi cho đến giờ phút này, cho đến khi quân đội Hoa Kỳ, cơ quan tình báo CIA hoặc là ông Biden tuyên bố chính thức đó, thì chúng ta mới có thể tin được là đó là tin đã được kiểm chứng. Còn những gì mà nó xuất hiện trên mạng hiện nay tất cả Ukraine đang đang chiếm dần các thành phố mình cũng không biết được. Rồi quân đội Nga đang chuẩn bị tư thế dồn hết lực lượng khắp nơi về để đương đầu với kế hoạch tổng phản công của Ukraine. Tất cả những cái tin tức này mỗi một ngày không biết là bao nhiêu tin liên quan đến Ukraine. Nhưng đến giờ phút này không ai biết thực sự là chính sách và cái thỏa hiệp giữa Putin và Prigozhin sẽ có kết quả như thế nào, liệu rằng Prigozhin sẽ bị thủ tiêu hay là Putin cực chẳng đã phải tiếp tục nuôi ông tay áo bởi vì nếu không nuôi ông tay áo lực lượng Wagner này đó là thảm bại, chưa kể là lực lượng Wagner này có thể quay ngược trở lại để lật đổ Putin Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình Và tới quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì có một cái bản báo cáo của cơ quan địa chất Hoa Kỳ à, cho biết là từ năm 2016 đến 2021 khi mà cơ quan này đó họ thu thập uh, những cái giống như là mẫu nước uh, từ những cái giếng tư nhân cho đến những cái con sông ở khắp nơi ở Hoa Kỳ 50 tử bang đó thì họ phát hiện ra là 47% nguồn nước chảy vào vòi nước của các gia đình ở Hoa Kỳ này đó chứa à, một cái chất họ gọi là forever chemical gọi tắt là pfas à, thì và cái chất chemical này đó thì được biết đến là nó có có thể có nguy cơ gây ra rất nhiều bệnh cho người Hoa Kỳ trong đó những cái bệnh như là đường hô hấp, đường máu và kể cả gây ung thư nữa. Và trước khi cái bản báo cáo này được đưa ra thì vào năm ngoái đã có một cái cuộc nghiên cứu khác cho thấy là 93% người dân Hoa Kỳ đều có một cái lượng PFAS trong cơ thể từ ít cho đến nhiều là bởi vì cái nguồn nước bị ô nhiễm rồi. Thì theo như cái bản báo cáo này của cơ quan địa chất Hoa Kỳ đó, họ đã thu thập mẫu nước từ 716 địa điểm, trong đó có 269 cái giếng nước tư nhân. 447 nguồn nước từ sông ngòi à, à, ở tại 50 tiểu bang kể cả giống như là Puerto Rico rồi những cái à, à, cái đảo thuộc địa của Hoa Kỳ họ cũng lấy luôn nữa từ năm 2016 cho đến năm 2021 sau đó họ về họ phân tích thì họ tìm thấy một cái chất PFAS có trong 47% mẫu nước nghĩa là một nửa và đặc biệt họ phát hiện là những cái khu vực mà thành thị đó à, gần những nơi mà có những cái nhà máy sản xuất hay là những cái bãi rác hoặc là những cái công ty họ gọi là Recycle centers đó thưa quý vị thì mẫu nước ở những cái nơi như thế này à, chứa cái lượng pfas giống như là nó đậm đặc hơn là những cái nơi khác chẳng hạn như là ở những cái con sông nó cũng có đi nhưng mà nó không có nhiều pfas không có nhiều bằng những nơi mà có những cái nhà máy sản xuất như thế này và đặc biệt là họ nói là những cái khu vực chẳng hạn như là à, 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 những tiểu bang mà gần ngũ đại hồ, Minnesota, Wisconsin, Chicago, Ohio, rồi à, những tiểu bang 12 tiểu bang mà gần khu vực Great Plains từ Montana kéo dài qua Texas, Mexico chẳng hạn và khu vực uh, Central với lại uh, miền Nam Cali đó là những nơi mà cái nguồn nước có chứa PFAS đậm đặc nhất thưa quý vị trong đó có miền Nam California của chúng ta. Vào sáng sớm thứ hai đầu tuần, chúng tôi gửi đến quý vị một cái bản tin liên quan đến một vụ rượt đuổi ở Detroit, tiểu bang Michigan. Trong đó một chiếc xe Chevrolet màu trắng ủi vào cảnh sát rồi sau đó gây tai nạn được cảnh sát bắt. Đi kèm với cái việc mà xảy ra cái tai nạn ủi xe cảnh sát đó, à, cảnh sát cho biết họ bắt được một nghi can liên quan đến một vụ mất tích của một bé gái 2 tuổi. Thì mãi cho tới ngày hôm qua đó vẫn chưa có tin tức bởi vì cảnh sát tuyên bố vào cái ngày thứ hai chúng tôi quay trở lại làm việc gửi đến quý vị tin tức đó thì cảnh sát chỉ nói rằng hắn à, họ thẩm vấn cái tay mà lái xe đó là một nghi can trong cái vụ mất tích bé gái 2 tuổi. Thì tên đó vẫn không báo là À, bé gái ở đâu. Họ vẫn đi tìm. Lúc đó cảnh sát vẫn hy vọng là tên này kẻ bắt cóc giữ bé gái trong một căn nhà nào đó và bé gái vẫn còn sống hoặc là ít nhất được ai chăm sóc. Thế nhưng đến à, tối ngày hôm qua, một cuộc họp báo của sở cảnh sát Detroit, họ rất buồn và tuyên bố chính thức họ đã tìm thấy được thi thể của bé gái. Bé Winter Smith, 2 tuổi, tìm thấy thi thể bé gái trong một con hẻm ở trung tâm thành phố Detroit. Và ngày hôm nay, cái tên này là Trice Rashad Trice, 26 tuổi, đã bị chính thức truy tố rất nhiều tội danh. Y đã ra tòa Ngày hôm qua và đến nay hôm nay đó thì với ngày hôm qua hắn sáng hôm qua hắn ra tòa nhưng mà chưa có những cái lệnh truy tố đặc biệt chỉ mới ra tòa về cái tội đó là bắt cóc tấn công mẹ của bé gái Winter Smith. Thì nội vụ đã xảy ra vào từ hôm chủ nhật là cảnh sát nhận được điện thoại đến nhà của bé gái Winter Smith này thì nhìn thấy người mẹ của bé gái nằm trong một vũng máu, cô được đưa tới bệnh viện và hôm nay đã xuất viện rồi. Thì cô mới nói đó là các ông hãy đi giúp bởi vì con gái của tôi đã bị cái tên Strice này bắt cóc mất rồi. Thì ngay lập tức và trong suốt mấy ngày qua thưa quý vị chưa bao giờ mà lực lượng cảnh sát Detroit điều động một cái lực lượng tìm kiếm người ghê gớm như thế, họ sử dụng người ha. À, xe chó đánh hơi, trực thăng bay lượn trên bầu trời, họ vẫn tin là bé gái ở đâu đó trong cái trung tâm của Detroit. Họ biết được cái địa điểm và họ quay nghĩa là lòng vòng luôn nhiều tiếng đồng hồ. Mãi cho đến 6 giờ 30 phút chiều hôm qua thì tin buồn và một bi kịch đã đến sau khi họ tìm thấy bé gái 2 tuổi. Có thể là bé gái đã bị tấn công tình dục bởi vì một trong những tội danh được đưa ra vào sáng ngày hôm nay bao gồm tội tấn công tình dục. Tấn công tình dục bé gái hay tấn công tình dục người mẹ. Thêm một chi tiết nữa mới đau lòng. Cảnh sát cho biết cái tên Trice này là bạn trai cũ của người mẹ. Có thể chia tay và hắn không muốn cho nên hắn bắt cóc bé gái để trả thù muốn áp lực với người mẹ là phải nhận hắn trở lại với gia đình của bà và ngày hôm nay thì bé gái Smith xem như đã không còn nữa. Cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành. À, theo dự trù thì cái tên Trice này sẽ ra hồ tòa vào ngày mai. Rất nhiều các tội bao gồm tội giết người, bắt cóc, hãm hiếp, tấn công và nhiều tội khác nữa từ người lớn cho tới bé gái Winter Smith này. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khách thức giả. Kính mời quý vị vào trong trang nhà lướt Sài Gòn tv com theo dõi phần livestream đọc các bản tin đáng chú ý. Chiều nay trở lại với phần tin tức nổi bật buổi chiều với Đinh Quang Anh Thái quý vị nhé Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.